con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước thiên ơn cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Từ thuở xa xưa thái dương kia chứa thành kiệt tớ, Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời, và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một người con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa, cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh, chúc khen Ngài đầy quyền linh. Sai con đến muôn phương để làm nhân chứng, chọn niềm trung trinh mãi vững tin vào Ngài, quên đi để được tìm thấy, làm ngọn đuốc chiếu sáng nhân tâm, ước môi mặn vào chân gian. Con Chúa truyền giao giữa đời, đời đời về sau khắp nơi khen con thật có phúc, vì Ngài thương con với thân phận mòn hèn, tâm tư con thật sung sướng, nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ, nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con với tuổi hồng đầy mộng mơ. Chúa truyền giao giữa đời, từ thuở xa xưa thái dương kia chứa thành kiệt tớ, Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước thiên ơn cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền.
truyền giao giữa đời. Và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa, cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh, chúc khen Ngài đầy quyền linh. Đã sai con đến muôn phương để làm nhân chứng, chọn niềm trung trinh mãi vững tin vào Ngài, quên đi để được tìm thấy, làm ngọn đuốc chiếu sáng nhân tâm, được muối mặn vào trần gian. Con linh mục được Chúa sai đi, tuy con bất phận trước tiên nâng cao, Chúa biết con chỉ là khí cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Đời đời về sau khắp nơi khen con thật có phúc, vì Ngài thương con mòn hèn, tâm tư con thật sung sướng, nguyện dâng Chúa đầy sắc thân con, với tuổi hồng đầy mộng mơ.